Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi điểm nhanh những thông tin về thị trường ô tô trong nước và quốc tế vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Hyundai Santa Fe 2021 đã ra mắt tại Indonesia, chờ đợi ngày cập bến tại thị trường Việt Nam. SUV 7 chỗ giá rẻ Hyundai Angara ra mắt tại Ấn Độ. Kia Cerato 2021 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời có thể sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe điện sử dụng sạc không dây đầu tiên trên thế giới do Trung Quốc sản xuất. Để đến với bản tin news số 21 thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư vừa mới được ra mắt tại Indonesia. Mẫu xe crossover 5+2 đến từ thương hiệu Hàn Quốc được trình làng với 3 biến thể tùy chọn bao gồm Style, Brand, Signature, tương ứng với hai cấu hình động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5 lít, thứ hai là động cơ diesel tăng áp 2.2 lít. Tại Indonesia, Hyundai Santa Fe 2021 có giá bán đề xuất từ 38.800 tới 49.700 đô la, tương đương với khoảng 895 triệu tới 1,1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Dự kiến, Santa Fe thế hệ thứ tư của Hyundai sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong vài tháng tới, sau khi các mẫu xe phiên bản cũ được dọn hàng tồn kho. Điểm khác biệt giữa Santa Fe 2021 tại Indonesia so với các thị trường lớn như Bắc Mỹ và châu Âu đó là xe chưa được nâng cấp lên thành động cơ Smart Trim thế hệ mới, cũng như tăng thêm tùy chọn cấu hình sử dụng động cơ Hybrid. Còn lại, xét về phần thiết kế nội và ngoại thất thì xe vẫn được giữ nguyên. Chiếc crossover 5+2 này có thiết kế to đô và trẻ trung, tương tự so với các đối thủ như Kia Sorento, Mitsubishi Outlander hay Honda CR-V. Điểm mạnh của những mẫu xe Hàn Quốc đó là khâu thiết kế sản phẩm, và cá nhân tôi cũng đã có những bài phân tích và mổ xẻ về mẫu xe Santa Fe thế hệ thứ tư này rồi. Chính vì lẽ vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Về phần trang bị phía bên ngoài, cụm đèn chiếu sáng phía trước và cụm đèn hậu, đèn xi nhan đều được sử dụng hoàn toàn bằng LED. Tuy nhiên, xe chưa có chức năng tự động điều chỉnh pha cốt thích ứng. Ở phía thân xe, các phiên bản Santa Fe mới đều được trang bị la răng xe tiêu chuẩn là 18 inch. Bên trong khoang nội thất xe, khu vực điều khiển của Santa Fe 2021 vẫn mang lối thiết kế quen thuộc của Hyundai trong vài năm trở lại gần đây. Với cách tạo hình đối xứng, đường nét thiết kế uyển chuyển và sử dụng các vật liệu có màu sáng, tạo cảm giác trẻ trung và hiện đại. Điểm nổi bật ở khu vực điều khiển chắc chắn phải nhắc tới là cụm đồng hồ Tableau 12,3 inch dạng digital, vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số hay phần chi tiết cần số điện tử được sử dụng dạng nút bấm cơ học. Hyundai Santa Fe phiên bản thế hệ thứ tư được ra mắt tại Indonesia được trang bị rất nhiều option mang nhiều góc độ hưởng thụ cao. Danh sách nổi bật đó bao gồm điều hòa tự động hai vùng, 6 loa âm thanh, rèm che nắng hai bên chỉnh cơ, cốp sau đóng mở điện hay màn hình trung tâm giải trí 8 inch. Còn về mặt công nghệ vận hành thì trên phiên bản Signature cao cấp nhất thì Hyundai Santa Fe có các công nghệ an toàn chủ động như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo người lái mất tập trung. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là xe chưa được trang bị công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng. Về khả năng vận hành thì các phiên bản máy xăng sẽ có thông số là 178 mã lực và 232 Nm, đi cùng với đó là cụm hộp số tự động 6 cấp số. Trong khi đó, các biến thể máy dầu có công suất là 199 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 441 Nm, hộp số là loại tự động 8 cấp ly hợp kép. Chiếc xe Hyundai Angara sử dụng chung nền tảng khung gầm với mẫu xe Hyundai Creta đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Hyundai Angara được xem là một trong những cái phiên bản có trục cơ sở kéo dài của mẫu xe Hyundai Creta. Sở hữu chiều dài trục cơ sở tăng lên khoảng 150mm, cụ thể là 2760mm, gần như ngang bằng so với Hyundai Santa Fe. Chính vì lẽ vậy mà chiếc xe này có thiết kế nới rộng không gian ở hàng ghế thứ 3, giúp cho xe rộng rãi và thông thoáng hơn rất nhiều. Tổng thể ngoại hình của Hyundai Angara mang nhiều điểm tương đồng với Hyundai Creta, ngoại trừ một số các chi tiết được thiết kế lại, ví dụ như phần mặt ca lăng xe, cản ma đợt sốc phía trước, đèn định vị nối liền được làm một cách liền mạch với phần lưới tản nhiệt. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ tùy theo mức giá bán. Ngoài ra, sức chứa hành lý của Angara lên tới 180 lít, điều này giúp cho các gia đình có đông thành viên sẽ có được không gian để đồ thoải mái. Hyundai Angara được trang bị phần màn hình trung tâm giải trí 10,25 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động, cửa sổ che tầng cảnh, camera 360 độ, sạc không dây và hàng ghế thứ hai gập một chạm. Tại thị trường Ấn Độ thì Hyundai Angara được phân phối với hai lựa chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.0 lít sản sinh ra khoảng 157 mã lực và 192 Nm, động cơ diesel tăng áp 1.5 lít sản sinh ra khoảng 113 mã lực và 250 Nm, đi kèm với cụm hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp số.
Cá nhân tôi cho rằng nếu như Hyundai Antara ra mắt ở tại thị trường Việt Nam thì mẫu xe này có thể sẽ thu hút rất nhiều cái sự quan tâm của khách hàng. Lý do là Hyundai chưa hề đưa các mẫu xe SUV 7 chỗ thực sự nào vào Việt Nam. Riêng có Santa Fe thì được coi là crossover 5+2. Ngoại hình to đô, không gian rộng rãi, nhiều trang bị tiện ích. Hy vọng mẫu xe này sẽ có một cái mức giá bán hợp lý khi ra mắt tại Ấn Độ. Và biết đâu đó trong tương lai không xa sẽ được TC Moto đưa về thị trường Việt Nam. Theo nguồn tin đến từ Autospy của Hàn Quốc thì mẫu xe sedan hạng C đã dò dỉ một cái phần thiết kế thông số kỹ thuật của Kia Cerato 2021. Sơ qua thiết kế của Kia Cerato 2021 thì chiếc xe này có một cái phần đầu mang nhiều nét tương đồng với Kia K5 thế hệ mới, tức là Kia Optima. Tổng quan phần đầu xe được thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt đặc trưng theo phong cách hình mũi hổ, nối liền cụm đèn chiếu sáng phía trước, tích hợp hai dải đèn LED định vị phân tách, chia thành hai dòng nằm ở phía bên trên và phía bên dưới. Bên cạnh đó các bạn có thể thấy phần logo Kia mới cũng được trang bị trên Kia Cerato 2021. Kia Cerato 2021 được cho là sẽ được trang bị cụm đèn chiếu sáng full LED giống với thế hệ hiện tại, tuy nhiên có cách tạo hình cách tân hơn. Cùng với đó thì một số các phiên bản Kia Cerato mới sẽ được trang bị cụm đồng hồ Tableau có kích cỡ lên tới 10,25 inch. Về phần khả năng vận hành thì Kia Cerato mới vẫn được sở hữu khối động cơ tăng áp 1.6 lít cho ra tổng công suất là 204 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 265 Nm. Với những hình ảnh dò dỉ trên mạng trong thời gian vừa qua thì các chuyên gia dự đoán Kia Cerato 2021 phiên bản mới có thể sẽ sớm được ra mắt chính thức vào tháng 5 2021. GL7 là một trong những cái mẫu xe đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ sạc không dây 11kW, chỉ có mức hao tổn năng lượng khoảng 9%. Theo thông tin đến từ hãng xe Trung Quốc, cứ 1 giờ sạc thì xe sẽ có khả năng hoạt động lên tới 80 cây số. Biến thể sử dụng 93 kW cho phạm vi hoạt động lên tới 615 km, trong khi bản sử dụng pin 118 kW có thể di chuyển được 1.000 cây số cho mỗi lần sạc đầy. Điểm đáng chú ý của L7 đó là xe có tổng công suất lên tới 540 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 700 Nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ với 3,9 giây. Cá nhân tôi cho rằng quả thực nếu như L7 có công suất khủng khiếp đến như vậy thì mẫu xe này sẽ được coi là nằm ở trong phân khúc siêu xe. Điểm đáng chú ý nằm ở phần phía bên trong nội thất xe đến từ phần màn hình điện tử 39 inch kéo dài từ vị trí người lái đến giữa trung tâm xe có độ phân giải lên tới 4K. Phải nói rằng là công nghệ xe của Trung Quốc càng ngày càng nổi bật. Nếu để so sánh với các cường quốc sản xuất xe như là Đức, châu Âu, Mỹ, tôi cho rằng ngành công nghiệp chế tạo xe hơi của Trung Quốc đang bắt kịp so với các ông lớn. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 21 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.